Vợ tôi mới mua lọ sữa rửa mặt này, bảo hai vợ chồng cùng dùng. Tôi thấy cứ sao sao bạn ạ. Lạ nhỉ. Bình thường nam nữ phải dùng riêng sữa rửa mặt chứ. Thì đây, vợ tôi thấy nhiều người khen tốt nên mua cho cả chồng dùng thử. Bạn xem giúp tôi xem ổn không? Ui, gớm. Mặt bạn trông như mặt mặt trận nhưng mà bây giờ cũng quan tâm sữa rửa mặt rồi cơ đấy. Đây, để tôi nghiên cứu xem. Thì da mặt của nam và nữ đương nhiên là khác nhau rồi. Da mặt của nam giới thông thường sẽ dày hơn phụ nữ khoảng 25% do có nhiều lớp sừng hơn. Vì vậy mà sẽ sần sùi và thô ráp. Nói vui vui thì đàn ông mặt dày nên sẽ khó bị kích ứng hơn so với phụ nữ. Mà một điểm mạnh nữa là da của đàn ông sẽ có nhiều collagen tự nhiên hơn. Chính vì vậy mà nó sẽ đàn hồi và chậm lão hóa hơn. Kiểu mình thấy phụ nữ nhanh già là vì thế đấy bạn. Ừ, đúng nhỉ. Mà sao anh em mình rửa mặt nước lã thôi cũng được. Còn phụ nữ thì cứ skin care tí tỉ thứ. Mà bạn tập trung nghiên cứu hộ tôi cái sữa rửa mặt này cái. Cứ lan màn. Khổ quá liên quan mà. Phải hiểu được đặc điểm của da như thế thì mới biết là có dùng được hay không chứ. Mà tôi nghiên cứu rồi, dùng ổn đấy bạn ạ. Trong này, ngoài những cái chất làm sạch da cơ bản ra, nó còn có cả acid oleanolic và NDGA sẽ có tác dụng loại bỏ đi dầu thừa trên da và các tế bào sừng, từ đấy làm cho lỗ chân lông thông thoáng, hạn chế nổi mụn ấy. Rồi cả chiết xuất cây xô thơm nữa là chất chống oxy hóa, chống khô da, làm dịu đi kích ứng và bảo vệ da khỏi nguy cơ viêm nhiễm gây mụn bên ngoài. Đấy, toàn những vấn đề mà cả nam cả nữ gặp phải, thế là đều dùng được bạn ạ. Ừ, dùng cho đỡ mụn thì ai chả cần nhỉ. Hợp lý đấy. Vợ tôi còn bảo là cái sữa rửa mặt Ziaza này là được bác sĩ khuyên dùng cơ. Nó làm ức chế hoạt động cái enzyme gì gì đấy gây ra mụn cơ mà. À, là cái enzyme 5A Redutaza em à. Nói chung là tôi thấy cái sữa rửa mặt này là dùng ổn đấy bạn ạ. Cũng là hàng nhập khẩu châu Âu, tem phụ đàng hoàng đây này. Thôi bạn cứ về chịu khó mà dùng, cho nó tốt tát lại nhan sắc một tí nhá.